Hello, xin chào các anh em đã quay trở lại với Coin68TV. Dạ gần đây thì rất là nhiều bạn hỏi mình là có cái cách nào kiếm tiền mà không cần vốn hay không? Tại vì các bạn thấy là gần đây thì thị trường khá là bất ổn, thị trường khá là xấu, cho nên là các bạn vẫn đang đi tìm những cái kèo kiếm tiền mà hoàn toàn free. Thì tiện đây hôm nay mình sẽ giới thiệu đến với các anh em một tính năng vô cùng hay ho, vô cùng độc đáo ở trên CoinMarketCap, đó là tính năng Learn and Earn. Rồi, để bắt đầu với cái tính năng này thì mọi người hãy nhập vào coinmarketcap.com ở trên thanh địa chỉ web nha. Trên màn hình của mình đây là trang chủ của CoinMarketCap, và trước khi đến với cái tính năng mà mình muốn giới thiệu với các bạn ngày hôm nay á, thì mình hãy cùng nhìn qua tổng quan của cái trang CoinMarketCap này nha. Rồi, ở bên cạnh cái logo của CoinMarketCap thì mọi người sẽ thấy có một vài cái danh mục nhất định. Cryptocurrencies tức là những tổng quan và cũng như là các cái chi tiết về các cái đồng coin. Exchanges, các tổng quan và chi tiết về các cái sàn như là spot hay là dex. Rồi các cái số liệu cũng như là các cái bộ sưu tập về NFT. Ở cái thư mục portfolio thì các bạn có thể tự tạo ra một portfolio đầu tư của riêng mình. Trong watchlist thì các bạn có thể thêm các cái đồng coin và các cái danh mục theo dõi của chính bản thân mình. Ở phần calendar tức là lịch thì mọi người sẽ có các cái lịch về các cái free airdrops cũng như là các cái lịch ICO vân vân, các cái sự kiện vân vân. Ở mục products tức là sản phẩm thì hiện nay CoinMarketCap đang cung cấp rất là nhiều sản phẩm phụ, có thêm một cái tính năng mới là tính năng swap khá là mới mẻ trên đây, mọi người có thể xài luôn. Rồi và cuối cùng là sẽ đến với cái thư mục Learn and Earn của mình thì chập nữa mình sẽ nói sau nha. Rồi ở dưới những cái thư mục này thì mọi người sẽ thấy là rất là nhiều cái tin tức daily news, rồi cách thu thập kim cương, rồi các cái airdrop và cũng có phần Learn and Earn của mình luôn. Ở dưới thì mình sẽ thấy là các cái giá của các cái đồng coin được chia theo các nhóm khác nhau, như là nhóm trending, các cái đồng coin đang trending, các cái đồng coin đang tăng trưởng vượt bậc trong các ngày vừa qua và các đồng coin vừa mới được thêm vào CoinMarketCap. Rồi dưới nữa thì mọi người sẽ thấy là các cái đồng coin nổi bật nhất của mình được xếp theo thứ tự, theo các rank, thì mọi người có thể check giá nè, rồi tổng biến động giá trong vòng 24 giờ hoặc là 7 ngày, rồi vốn hóa, volume 24 giờ và tổng cung lưu hành cũng như là các cái biến động gọi là chọn biến động trong 7 ngày qua. Rồi ngoài ra mọi người có thể check thêm một vài cái gọi là thư mục mà được phân loại ra rồi, đó là DeFi, NFT, các hệ sinh thái Metaverse, Polkadot, BSC, Solana, Avalanche, vân vân. Rồi, vậy thì bây giờ mình sẽ tới thẳng luôn tính năng Learn and Earn mà mình muốn chia sẻ với các bạn ngày hôm nay. Các bạn chỉ cần bấm vào cái thư mục, thật ra chỉ cần di con chuột vào cái thư mục Learn này và click vào Earn thì mình sẽ được dẫn đến cái phần coinmarketcap.com/earn. Rồi trên màn hình chính của mình thì mọi người có thể thấy hai cái chữ rất là to luôn, đó là Learn Crypto và Earn Crypto, tức là học hỏi về kiến thức crypto và có thể kiếm được tiền từ crypto luôn. Và cách vận hành của nó cũng cực kỳ đơn giản, đó là bạn chỉ cần watch video, tức là xem video về thông tin dự án, sau đó là một cái bài kiểm tra nhỏ và mình có thể được nhận thưởng Earn Crypto ha. Ở dưới đây là một list các cái dự án mà đang tổ chức cái chương trình này, nhưng mà các bạn lưu ý là mình sẽ chỉ chọn cái dự án nào mà có cái chữ Earn này thôi nha. Còn các cái dự án mà có chữ Learn thì mình sẽ bỏ qua, tại vì các cái dự án này mình chỉ có thể Learn thôi chứ mình không có kiếm được đồng nào hết. Thì hiện tại chỉ có mỗi cái dự án Only1 là đang mở live. Đây có cái chữ This Campaign is Live thì mình có thể earn cái token live này. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn chi tiết cái cách mà bạn có thể earn cái đồng token live này luôn. Rồi các bạn bấm vào earn live cho mình nha. Rồi, vậy thì đây chính là giao diện chính của Learn and Earn Only1. Thì nếu mọi người muốn check một số các cái thông số dữ liệu của dự án này thì có thể click vào See Market Stats. Còn nếu mình ok, mình muốn bắt đầu luôn thì mình có thể click Get Started. Dưới đây là một loạt các cái video hướng dẫn bài học về dự án. Mình sẽ click thử cái video đầu tiên nha. About Only1. Only1 is an... Thì mỗi dự án sẽ có tầm khoảng từ 4 đến 5 video và mỗi video chỉ kéo dài từ 1 tới 2 phút. Cho nên thực ra bạn chỉ tốn khoảng từ 5 tới 7 phút để có thể hoàn thành hết một cái lộ trình video bài học của mỗi dự án. Thì ở đây mình đã coi hết 4 cái video, 5 cái video này rồi và mình cũng đã kiếm được khá thông tin rồi. Các cái thông tin này thì bạn có thể giúp bạn đưa ra các cái quyết định đầu tư sau này, bởi vì nhiều đồng coin rất là tiềm năng luôn. Còn không thì bạn có thể dùng những thông tin này để hoàn thành cái bài quiz mà tí nữa mình sẽ làm. Ở đây thì đọc sơ qua thì Only1 chính là nền tảng mạng xã hội phi tập trung NFT đầu tiên được build ở trên Solana, và mình có thể kết nối người dùng cũng như là những cái người tạo content bằng NFT, một dự án cực kỳ thú vị. Nhớ là các bạn phải đọc thật kỹ cũng như là xem video thật kỹ trước khi làm bài quiz nha. Còn mình đã xem và đọc hết rồi nên bây giờ mình sẽ làm bài quiz luôn. Trước khi đến với bài kiểm tra thì các bạn hãy chuẩn bị cho mình 3 thứ. Đầu tiên là một tài khoản CoinMarketCap. Thì các bạn chỉ cần một email và tạo một cái mật khẩu là mình sẽ có được một cái tài khoản CoinMarketCap. Khá là đơn giản ha. Cái thứ hai là mọi người phải chuẩn bị cho mình một tài khoản Binance đã KYC nha. Mọi người nhớ kỹ là phải KYC rồi. Và thứ ba là mọi người phải chuẩn bị cho mình một ví Solana. Thì cái điều này nó chỉ đặc trưng với cái dự án này thôi. Tại vì Only1 được build ở trên Solana, cho nên bạn phải cần có cái ví Solana thì mới nhận hưởng được. Nếu bạn nào chưa biết cách tạo ví Solana thì mình sẽ hướng dẫn sau nha. Ở bên dưới cái bài blog này thì người ta cũng nói rõ cái thể chế, cái quy luật của cái bài Learn and Earn này, thì mình có thể đọc qua để biết. Ở đây người ta có nói là người dùng CoinMarketCap thì có thể học hỏi về dự án này cũng như là làm một bài kiểm tra nhỏ để nhận thưởng. Thì cái token like này sẽ được phân phối một cách ngẫu nhiên giữa những người đã hoàn thành chính xác cái bài kiểm tra này trước khi mà cái chiến dịch này, tức là cái chương trình này kết thúc. Các bạn nhớ là phải nhớ kỹ cho mình là chỉ những ai mà hoàn thành chính xác, tức là trả lời đúng tất cả câu hỏi của bài quiz thì mới nhận thưởng được nha. Rồi, thì tổng cái giá trị phần thưởng này nó sẽ có lên đến là 200.000 đô la được phân phối dưới dạng token like. Vậy thì mỗi người với một cái Binance ID thì sẽ nhận được 5 đô la dưới dạng token like luôn, tức là có tầm khoảng 40.000 người. Ngoài ra thì các bạn cũng có cơ hội nhận được 50 kim cương như là một phần thưởng. Thì nhiều bạn nói với mình là chỉ có 5 đô la thôi thì có đáng để các bạn bỏ thời gian công sức này làm không? Thì mình cũng nói luôn là nếu bạn click vào cái đồng like này thì mình sẽ được dẫn tới cái trang thông số của cái đồng like Only1 này. Các bạn sẽ thấy là giá cả hiện tại của nó là 0.5546. Thì tức là các bạn sẽ nhận được tầm 9 đến 10 đồng like đi. Thì nó có thể là không nhiều, nhưng nếu đây là một dự án tiềm năng thì trong tương lai nó có thể là x2, x3 hoặc là x20, x30 thì cái tài sản của mình sẽ được nhân lên rất là nhiều lần, mà là cái cơ hội này lại hoàn toàn miễn phí, cho nên là rất đáng để các bạn thử luôn. Rồi lưu ý cho mình luôn là cái dự án Learn and Earn của Only1 thì chỉ kéo dài từ 23 tháng 11 đến 22 tháng 12, cho nên bạn phải làm trong khung thời gian này nha. Rồi bây giờ thì mình sẽ vào bài quiz luôn. Có một lưu ý nhỏ cho mọi người là nếu mọi người làm trong cái khung này á, thì rất có khả năng là tới cuối bài test cái kết quả của mình sẽ không được ghi nhận. Cái này thì mình cũng không biết nữa. Thì có nhiều khi cái có thể là trình duyệt của mình nó không nhận cái bài test này. Cho nên để gọi là có hiệu quả tốt nhất thì bạn nên bấm vào cái link ở phía trên và làm bài quiz. Rồi các cái câu hỏi đầu tiên thì chỉ là những cái câu hỏi xác nhận, khá là đơn giản. Ở đây thì người ta yêu cầu mình phải cung cấp cái địa chỉ email mà mình dùng để tạo CoinMarketCap. Các bạn nhớ ghi kỹ nha. Sau đó là yêu cầu mình cung cấp Binance User ID. Nếu bạn nào chưa biết cách lấy cái Binance User ID thì có thể click vào đây. Còn không thì có thể làm theo mình luôn. Đó là các bạn sẽ tới cái giao diện chính của Binance của mình. Sau đó là di chuột vào cái phần Profile và click vào Dashboard. Rồi, ngay tại chỗ này thì bạn có thể lấy được cái ID này. Chỉ cần click Copy và dán vào cái câu hỏi này là được. Thì mỗi Binance User ID sẽ chỉ có cơ hội nhận thưởng một lần thôi nha. Rồi, và đây là phần gói câu hỏi của Only1. Vì mình đã học bài rồi cũng như là coi video rất là kỹ cho nên mình sẽ làm luôn. Bạn nào mà chưa coi thì có thể làm theo mình. Nhưng với những cái dự án khác thì mọi người phải tự tìm hiểu, tự học hỏi và tự trả lời câu hỏi nha. Rồi ở đây thì người ta, như mình đã nói hồi nãy, thì người ta sẽ yêu cầu mình cung cấp một địa chỉ ví SPL để nhận phần thưởng. Cho những bạn nào chưa biết thì SPL là viết tắt của Solana Program Library. Thì người ta bảo là chỉ chấp nhận những cái ví SPL, tức là những cái ví built trên nền tảng Solana như là Phantom, Soft hoặc là Solid. Thì ở đây bây giờ mình sẽ chỉ dẫn các bạn tạo một ví Phantom nếu bạn nào chưa biết. Để tạo được ví Phantom hay là bất kỳ một cái ví nào khác thì vô cùng đơn giản. Bạn chỉ cần lên search từ khóa là cách tạo ví, xong rồi bấm vào Coin68 thì mình có thể ra được một cái bài báo hướng dẫn sử dụng ví Phantom trên Solana vô cùng đơn giản và chi tiết. Đây thì mình sẽ bấm vào cái bài này. Bạn sẽ truy cập website tiện ích tại đây và thêm cái tiện ích Phantom này vào trong cái Google Chrome của mình nha. Để chắc chắn là nó sẽ hiện lên cái danh sách tiện ích của mình thì bạn có thể bấm vào cái extension này và bấm hiện lên trên cái danh sách tiện ích nha. Ở đây thì mình đã pin nó lên. Rồi ở đây thì mình có hai lựa chọn là tạo ra ví mới hoặc là dùng cái mã khôi phục để dùng lại cái ví cũ. Nếu ở đây bạn nào mà đã có cái mã này rồi thì mình có thể khôi phục luôn. Còn bạn nào hoàn toàn mới thì mình có thể bấm vào Create New Wallet. Đây là cái Secret Recovery Phrase, tức là cái mã khôi phục, mã mà gồm 12 từ tiếng Anh. Thì các bạn nhớ là cái mã này cực kỳ quan trọng để các bạn phải copy và lưu giữ ở một nơi an toàn nào đó nha. Vì đây là một cái ví phi tập trung cho nên là mọi người hoàn toàn ẩn danh. Cái mã này sẽ là cái mã duy nhất mà bạn có thể dùng để có thể khôi phục lại được tài khoản của mình. Rồi sau đó thì mình sẽ tạo ra một cái mật khẩu thôi. Vậy là xong rồi. Sau đó thì bạn chỉ cần bấm vào cái biểu tượng Phantom trên này và copy địa chỉ ví dán vào bên bài test của mình là ok. Sau khi mà mình đã có địa chỉ ví Phantom thì mình sẽ dán vào cái khung này nha. Ở đây người ta cũng yêu cầu mình phải thêm cái dự án Only1 này vào Public Watchlist, tức là danh sách theo dõi công khai. Thì để làm điều này rất là đơn giản, bạn chỉ cần bấm vào cái giao diện chính của CoinMarketCap, search cái đồng này. Rồi bấm dấu sao để thêm nó vào Public Watchlist của mình. Nhớ check kỹ nha, xong rồi bấm vào Watchlist. Nó sẽ hiện cái đồng like ở đây, thì bạn nhớ bấm vào chữ Share và để chế độ Public, sau đó là copy cái đường link này và dán vào cái bài của mình. Ok, vậy thì mình đã hoàn thành xong cái bài kiểm tra rồi. Sau khi làm bài test thì bạn sẽ nhận được một email Thank you for your submission, tức là một email xác nhận nộp bài, đồng nghĩa với xác nhận là bạn đã hoàn thành xong cái bộ câu hỏi và cũng như là cung cấp đầy đủ thông tin để dự án có thể drop token nếu mà bạn may mắn. Nếu mà bạn siêng năng hơn nữa thì hãy luôn lên cái chương trình Learn and Earn này ở trên CoinMarketCap và search thêm nhiều cái dự án mới để mình có thể học, có thể biết thêm về thông tin dự án cũng như là có cơ hội nhận token free nếu như mình trả lời được đúng và chính xác cái bài quiz của dự án. Và nếu như bạn may mắn hơn nữa thì biết đâu những cái token mà bạn nhận được nó đến từ những cái dự án vô cùng tiềm năng, và những cái token này có khả năng sẽ x2, x3 hoặc là x20, 30 gì đó trong tương lai, và bạn sẽ có cơ hội gia tăng tài sản của mình theo một cách là hoàn toàn miễn phí. Nếu như bạn thích video này thì đừng quên cho Coin68TV một like và một subscribe nha. Mình sẽ hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Bye bye!